chào tất cả các bác nhé. Tiếp tục video là em lên sóng với các bác một mẫu loa thương hiệu của Nhật, thương hiệu Sansui. Đây, tem mác của nó đây nhé. Đấy, em đang test với một chiếc loa Sansui này. Bây giờ em sẽ mở ruột cho các bác xem. Trên video này em sẽ quay chi tiết bên trong cho các bác xem. Đây, đây là củ bát này. Đấy, loa Sansui sở hữu một củ bát từ 170 này, côn 76 các bác nhá, côn 76, bát của GCF, tôi kia chất này, bát của GCF nhá. Đấy, củ kèn 450, thương hiệu Sansui luôn các bác nhá, côn 44 từ 120 các bác nhá. Đấy, côn 44 từ 120, còn củ bát là củ bát của GCF. Đấy, thương hiệu rất là nổi tiếng rồi về củ bát rồi. Với từ bích trắng này, cực kỳ dày này. Côn 76 từ 170. Xương gang đúc các bác nhá. Đây, xương gang đúc. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Đấy, còn đây bên trong phân tần đây. Em sẽ quay chi tiết bên trong phân tần cho các bác. À, bông này. Bông rất là tiêu âm rất là tốt này. Đây, phân tần đây các bác. Phân tần cực kỳ to nhá, bằng mặt hơn một bàn tay luôn. Đấy, rất là chất lượng luôn các bạn. Em đang test chất âm này, em sẽ lên nhạc cho các bác nghe này. Em sẽ lên nhạc cho các bác nhé. Em lên nhà sàn cho các bác nghe nhé. Em sẽ lên một bài nhạc sàn cho các bác nghe. Đây, em đang đánh có một chiếc thôi nhé, một chiếc Sansui. Em quay chủ yếu, em quay chi tiết cái cổ bát cho các bác và em sẽ test chất âm cho các bác nhé. We are not responsible for causing any fear damage. Các bác đeo tai phone và để nghe chất âm nhé. Đó, các bác đã nghe thấy em test âm rồi đấy. Thì chất âm rất là uy lực luôn các bác nhá. Cổ bát này thì chất âm của nó thì quá là uy lực và hay rồi. Lời của nó rất là tốt nhá. Các bác chơi karaoke gia đình thì không phải nghĩ về cái dòng loa này. Kiểu dáng này rất là đẹp này. Cổ bát, cổ check rất là gấu nhá. Phân tần cũng rất là gấu luôn. Với cái sản phẩm loa Sansui này, trên YouTube em đang công bố giá bán lẻ cho các bác là 3.500.000 đồng, bao ship cho các bác toàn quốc các bác nhé, bao ship cho các bác toàn quốc luôn, 3.500.000 đồng các bác nhé. Một đôi loa 30 thương hiệu nổi tiếng của Nhật Sansui với giá chỉ 3.500.000 đồng. Bên em sẽ bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác với giá 3.500.000 đồng nhé. Các bác chỉ nhận hàng và thanh toán 3.500.000 thôi. Đấy. Còn anh em nào lấy buôn số lượng thì có thể liên hệ qua Zalo, số điện thoại 0349718140 của bên em nhé. Bên em chuyên bán sỉ và cũng bán cả lẻ cho các bác ở trên YouTube.
Đấy, giá bán lẻ rẻ gần như cái giá em giao buôn thôi, nó chỉ cao hơn một chút thôi. Đấy, nên anh em mua hàng ở trên YouTube của bên Mai Tuyến Audio thì anh em yên tâm về chất lượng này. Cái đầu tiên là về chất lượng này, về giá thành thì quá là tốt rồi. Đấy, vỏ loa sơn sần này, chống trầy các bác nhé. Đấy, cạo thoải mái các bác nhé, không trầy được. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, 3.500.000 đồng bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Mã thương hiệu là Sansui AU12 các bác nhá. Các bác lấy thì liên hệ ngay qua Zalo của bên em 0349718440 nhá. Cảm ơn các bác đã xem video. Sắp tới em sẽ lên sóng tiếp một đôi loa PV, sau đó sẽ lên các cái mẫu khác. Em sẽ cố gắng mỗi ngày một video, là ít nhất mỗi ngày một video cho các bác để các bác tham khảo và mua sắm của bên em nhé. Chào các bác.